Sao đây? Tao bảo ông Long bạn thân chồng tao ấy, đợt này suốt ngày gọi cho tao xong rồi rủ đi rủ dê các thứ tán tỉnh này nọ. Lạ nhỉ, mày thôi, tao nghĩ là mày cứ nghe đi, tao quay lại cho. Có vấn đề gì sau này còn biết đường nói Thề luôn ý, toàn tán vớ vẩn xong rủ đi cà phê xong rồi rủ đi chơi du lịch cuối tuần các thứ. Sao ông này vớ vẩn thế nhỉ? Biết Để tao đó. bộ ông này buồn cười nhỉ? Để xem gọi lại em nào. Xem gọi lại chưa? Nếu mà gọi lại phát này nữa hơi bị nghi ngờ ông này đấy. Thề luôn, suốt ngày nhắn tin đò đưa tán tỉnh. Ngày nào cũng nhắn á? Ngày nào cũng nhắn. Xong tuần bảo tao là hỏi chồng có ở nhà không, đi đi du lịch với anh. Ông biết chồng mày đi nước ngoài không? Nghe thử thế nào. Alo ạ. Làm gì mà anh gọi mãi không nghe máy thế? Nãy em có chút việc bận, em không cầm điện thoại ạ. Có việc gì không anh? Thì tự nhiên anh nhớ em quá thì anh gọi thôi. Ô, sao anh lại nhớ em với anh có gì đâu mà anh nhớ em ạ? Thì mấy lần anh nhắn tin cho em thì còn gì? Chồng em đi làm ăn xa như vậy, một mình nhà cô đơn thì anh thương em thì anh gọi thôi. Ôi anh ơi, em với anh có cái gì đâu ạ, mà lại anh bây giờ anh nói thế nhỡ mọi người nghe được, mọi người lại hiểu lầm ra ấy, xong rồi đến lúc đến tai chồng em thì lại rách việc lắm anh ạ. Có gì đâu, thằng Hiếu nó cũng như anh ấy mà. Bây giờ nó đi làm ăn xa rồi, một mình em ở nhà thì anh là bạn thân nó, anh phải có trách nhiệm chăm sóc em chứ. Ôi em không cần chăm sóc cái kiểu đấy đâu anh ạ. Mà anh với chồng em là bạn thân với nhau mà bây giờ anh cứ ngày nào anh cũng nhắn tin, anh gọi điện em cho em như thế này. Em thấy không không ổn đâu ạ. Có gì đâu mà không ổn. Bây giờ một mình em, một thân một mình, chồng em thì đi xuất khẩu lao động rồi thì anh ở nhà anh quan tâm chăm sóc em cũng được chứ sao. Từ khi nào mà em hiểu tình cảm của anh mà đúng không? Em hiểu tình cảm của anh mà đúng không? Em không hiểu gì hết đâu anh ạ. Với cả anh cũng đừng nói chuyện, gọi điện nói chuyện với em cái kiểu này nữa, em không thích đâu. Anh mà cứ gọi điện nói chuyện tán tỉnh em kiểu này là em nói chuyện với anh Hiếu nhà em đấy. Khổ thế, anh em mình nói chuyện tình cảm với nhau, hai người biết với nhau thôi, nói chuyện với bạn anh làm cái gì? Đúng Anh không? Thì anh không. quan tâm em xuất phát từ tình cảm chân thành. Ngày xưa nếu như mà anh nói thật với em, ngày xưa nếu như thằng Hiếu nó không tán em là anh tán em trước đấy, chứ không phải là thằng Hiếu tán đâu. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là em đang là vợ của anh Hiếu mà anh Hiếu là bạn thân của anh. Xong bây giờ anh suốt ngày anh nhắn tin, anh gọi điện, anh rủ rê em tán tỉnh này kia vớ vẩn như thế em không thích đâu ạ. Em Nhưng đã mà nói với anh rất là nhiều lần rồi là em không không thích như thế, và em với anh cũng giữa em với anh không có cái gì cả. khổ nỗi như thế này. Bây giờ thằng Hiếu nó đi làm ăn xa rồi đúng không? Một mình em ở nhà thì nó cũng buồn, thì anh chỉ là quan tâm chăm sóc em thôi chứ. Khi nào mà em mới nghĩ thoáng lên cuộc sống mà nó có gì đâu. Khi nào thằng Hiếu nó về thì anh lại giả nguyên em cho thằng Hiếu chứ có gì đâu mà em cứ phải quan trọng vấn đề nhỉ. Em không sống thoáng như kiểu như anh được đâu ạ. Thì Với cả bây giờ bây giờ anh với bạn à, anh với chồng em đang là bạn thân của nhau mà anh bây giờ anh cư xử như thế này thì anh thấy có được không ạ? thì nhưng anh bảo rồi, ngay từ đầu anh thích em trước thằng Hiếu cơ, nhưng mà thằng Hiếu nó tán em rồi, vì chính vì vì nó là bạn thân của anh nên anh mới nhường em cho nó, xong cuối cùng bây giờ anh cảm thấy hối hận thế này. Không phải là vấn đề nhường hay không ạ? Có phải là anh thích em xong rồi em lại thích lại anh luôn được đâu mà anh nói là nhường nó nhường kia. Nhưng mà thì đấy, thì chính như vậy là bây giờ anh muốn muốn tán em lại từ đầu đấy. Nhưng mà bây giờ em đang là vợ của anh Hiếu rồi, hơn nữa em cũng không có tình cảm gì với anh cả. Nên là em rất là mong là anh đừng có nhắn tin, đừng có gọi điện tán tỉnh em như thế này nữa. Và anh cũng chấm dứt luôn cái suy nghĩ là anh em bây giờ em đang chồng em ở xa nên anh phải quan tâm chăm sóc em không cần ạ. Em làm gì mà khó tính thế? Thế tối có nhà anh sang đón em đi chơi. Em không đi đâu ạ. Có gì đâu, tối tối nay đi đi xem phim, đi ăn với anh đi. Lên trên thành phố xem phim rồi đi ăn với anh đi. Em không đi đâu anh ơi, em không đi được. Và em cũng không thích đi ạ. Em đang ở nhà mình mà, ơn sao không đi được, rảnh mà. Em vợ em rảnh nhưng mà thời gian của em rảnh em cũng không dành cho anh được đâu ạ. Thì em cứ thử bắt đầu một mối quan hệ với anh đi, lúc nào nhỡ đâu cảm nhận nhau anh em mình tiến tới xa hơn thì sao, cứ đi ăn đi uống với nhau đã.
đi ăn đi uống xong rồi sao ạ? Xong rồi em điện thoại cho chồng em là hôm nay anh Long rủ em đi ăn nhé. Thì em nói thế thì đi ăn đi uống, nếu như mà em cảm thấy mình cảm thấy happy thì mình tiến xa hơn, không anh đưa em về với gì đâu mà coi như là bạn, là bạn anh là bạn em, anh mời em đi ăn có gì đâu mà phải quan trọng hóa vấn đề là phải nói với em chồng em là cái gì. À, em cũng không thấy happy lắm anh ạ. Thôi có gì thì em có việc gì cần thì em gọi lại sau anh nhé. À, em quan tâm thằng khác, anh gọi điện mãi thì bây giờ bắt máy 2-3 cuộc với bắt máy. Em quan tâm thằng khác đấy là việc của em mà, không phải việc của anh đâu. Thì anh ở nhà anh phải có trách nhiệm trông hộ vợ thằng bạn anh chứ. Em không cần đâu ạ. Thế anh nhá, em đang bận ạ. Bạn anh nó nhắn nhủ anh là phải trông ở nhà có gì thì dòm ngó giúp nó thì anh quan tâm em sâu một tí thôi có gì đâu. Thôi em cảm ơn ạ, anh dành sự quan tâm đấy cho người khác anh nhá. Bây giờ em bận rồi, em chào anh ạ. Sao bận suốt thế? Rồi em chào anh nhá. Này. Đấy, quay lại như này. Mày thấy chưa? Thề luôn ấy. Sau này chẳng may ví dụ như chồng mày về xong rồi kiểu có ai ấy, người ta nói loanh quanh không biết đâu đến lúc ông không hiểu, ông lại nghĩ mình có gì thật, xong rồi ông lại không có bằng chứng gì, có phải dở hơi ra không? Thì tốt nhất là cứ quay lại như này là đấy, là mày thấy không? Đấy tao giờ tao đi kể với mọi người là mọi người không tin đâu, xong mọi người tao nghĩ là mình ở nhà một mình, xong rồi tao tán tỉnh ông ý. Thế mày hôm đến nay lúc mày sang đây tao cho mày nghe đấy. Thành ra lại dở hơi. Đùa đâu. Ông này cũng vớ vẩn nhỉ. Ờ. Mẹ rõ ràng bạn bè nhau, mẹ chơi thân nhau như thế. Thấy thằng chồng đi phát vớ vẩn ngay được. Luôn ấy, thấy phải như người khác là đi rồi đấy. Mà trong khi bạn thân với ông Hiếu như tao luôn. Sợ thật. Thôi quay lại như này là được rồi.